Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Xin chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Sống Vui được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền Việt Nam. Quý vị thân mến, viêm lộ tuyến cổ tử cung là một bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường thấy ở phụ nữ và nhất là chị em trong độ tuổi sinh sản từ 25 cho đến 50 tuổi. Và điều trị cái bệnh này theo Tây y thì không khó lắm, chỉ sau vài ngày dùng thuốc thì chúng ta đã có thể làm thuyên giảm được những cái triệu chứng. Nhưng mà sau một thời gian thì căn bệnh nó sẽ lại tái phát lại và nó dẫn đến một cái vòng tròn, đó là bệnh lý điều trị và bệnh lý lại bắt đầu. Nhiều chị em của chúng ta tỏ ra rất là căng thẳng, rất là lo lắng khi mà bệnh không trị được dứt điểm. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, đó là giải pháp từ thảo dược an toàn hiệu quả cho những chị em của chúng ta bị viêm lộ tuyến cổ tử cung dai dẳng. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị có mặt tại trường quay, đó chính là chuyên gia Nguyễn Thái Hà. Xin chào chuyên gia. Xin chào Nguyễn Khang và chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Mình bị viêm lộ tuyến cổ tử cung đã 2 năm nay rồi. Các triệu chứng thì vô cùng khó chịu, mà khí hư thì ra nhiều. Mình đi khám, uống thuốc, đặt thuốc theo hướng dẫn, nhưng mà cũng chỉ được một thời gian là bệnh lại tái phát. Mình cũng tìm đến các bài thuốc đông y ở trên mạng, nhưng mà đều không có hiệu quả. Mình lên mạng tìm hiểu các phương pháp điều trị, nhưng hoang mang vì quá nhiều các phương pháp khác nhau, từ đốt điện, áp lạnh, laser, rồi đặt kén phụ khoa, đặt thuốc, nhưng không biết làm theo phương pháp nào mới hiệu quả và lo lắng bệnh sẽ lại tái phát như những lần trước. Qua chương trình, mình rất mong được chuyên gia giải đáp là tại sao bệnh của mình lại hay tái phát như vậy và có cách nào để điều trị dứt điểm căn bệnh này không? Thưa quý vị, qua các đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là đối với chị em phụ nữ bị viêm lộ tuyến cổ tử cung không có trị dứt điểm được mà nó tái đi tái lại rất là nhiều lần và khá là dai dẳng. Thế thì nhân đây thì xin chuyên gia Nguyễn Thái Hà có thể chia sẻ cho mọi người biết là tại sao cái viêm lộ tuyến cổ tử cung nó lại dai dẳng và đeo bám nhiều chị em phụ nữ đến như vậy. Viêm lộ tuyến cổ tử cung có nghĩa là cái tình trạng lộ tuyến của cổ tử cung nó cộng với viêm nhiễm thì nó mới gọi là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đấy, và cái lộ tuyến cổ tử cung là gì? Thì bình thường cái cổ tử cung nó sẽ nhắn mịn. Thế nhưng mà khi lộ tuyến là các cái tế bào tuyến ở bên trong cái cổ tử cung nó sẽ lan ra ngoài. Nó chiếm một phần hoặc toàn bộ cái lớp tế bào lát bên ngoài bề mặt cái cổ tử cung, cho nên gọi là lộ tuyến. Khi mà cổ tử cung nó bị lộ tuyến thì nó sẽ tăng tiết dịch và nó sẽ làm thay đổi cái độ cân bằng pH của âm đạo. Và như vậy đây sẽ là cái môi trường dễ bị viêm nhiễm và các cái vi khuẩn mà có lợi ở sẵn trong âm đạo nó sẽ bị tiêu diệt và các vi khuẩn có hại nó sẽ xâm nhập phát triển tại âm đạo và nó gây ra tình trạng viêm âm đạo lan sang đến viêm lộ tuyến cổ tử cung là như vậy. Viêm lộ tuyến cổ tử cung nó kéo dài thì thứ nhất có thể là do mình quan hệ nó quá mạnh bạo. Cái thứ hai là khi sanh đẻ hoặc là khi phải làm các cái thủ thuật nạo hút thai thì cái cổ tử cung nó sẽ bị giãn nở hoặc là nó sẽ bị cái tổn thương do nong cái cổ tử cung ra để làm cái thủ thuật. Đó, thì các cái lớp tế bào tuyến nó sẽ lan ra, nó sẽ gây cái lộ tuyến. Và cái tình trạng này thì là cũng như là rất là nhiều chị em không phát hiện ra đâu. Đấy, cho nên người ta chỉ phát hiện người ta bị lộ tuyến khi người ta đi khám phụ khoa định kỳ mà thôi. Và 90% chị em viêm lộ tuyến cổ tử cung nó kéo dài là do thay đổi cái độ pH của âm đạo và giảm cái sức đề kháng của vùng kính. Đấy, cho nên là mình mới nói cái lộ tuyến cổ tử cung là chị em sống chung với lũ. Nhưng mà làm sao để cho cái viêm lộ tuyến nó giảm bớt. Đấy, và nó đừng kéo dài thì đấy là một cái mà khó khăn mà chị em mình đang cần phải bàn tới đây. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì với viêm lộ tuyến cổ tử cung thì chúng ta có phương pháp điều trị như thế nào? Những cái ưu nhược điểm trong những cái phương pháp này là gì ạ? Về bên Tây y đó thì là chúng tôi sẽ điều trị dựa theo cái mức độ lộ tuyến cổ tử cung và cái những cái phiền phức mà cái tình trạng viêm lộ tuyến gây ra. Thí dụ như là mức độ nhẹ và trung bình đó, tức là cái vùng lộ tuyến nó dưới 2/3 cái bề mặt của cổ tử cung và cái độ lộ tuyến chưa sâu thì chỉ cho thuốc đặt tại chỗ để chống viêm và có khi phải có cả cái thuốc uống nữa để giảm cái nguy cơ viêm nhiễm lan rộng. Nếu cái mức độ viêm lộ tuyến mà nó ở độ 3, tức là nặng đó, cái diện tích lộ tuyến nó
chiếm hết hơn 2/3 cái cổ tử cung, và hoặc là nó chiếm toàn bộ cái bề mặt cổ tử cung. Và cái nữa là gì? Có cái điều kiện là chị em phải có sanh đủ số con đã bị viêm lộ tuyến mà đặt thuốc và uống thuốc nhiều lần nhưng không có hiệu quả, thì lúc đó sẽ phải sử dụng cái biện pháp diệt tuyến, tức là diệt bỏ các cái lớp tế bào tuyến trên bề mặt cổ tử cung để tạo nên một cái cổ tử cung mới. Đó, thì cái này có thể làm bằng cái là thí dụ như đốt điện áp lạnh rồi đốt laser, hoặc là dùng dao líp để cắt đoạn cái cổ tử cung. Đó là như vậy. Thế còn ưu điểm và nhược điểm của các cái biện pháp này là như thế nào? Ví dụ như ưu điểm thì là chị em có thể cảm thấy là nó bớt cái tình trạng là ngứa ngáy khó chịu, nhưng mà cũng có những rất là nhiều chị em là sau cái đợt điều trị rồi ngưng có một tuần lễ hoặc 10 ngày cái lại thấy có những cái dấu hiệu khó chịu cũ nó quay lại. Và khi mà sau diệt tuyến cái dịch âm đạo ra nhiều, đây cũng là thuận lợi để cho các cái vi khuẩn và nấm nó tấn công gây viêm nhiễm âm đạo, gây cho cái tình trạng viêm lộ tuyến tái phát là như vậy. Và cũng như mình đã nói với Khang và các quý vị và các chị em là khi diệt tuyến, tức là mình làm một cái tổn thương mới cho cái cổ tử cung, cho nên khi nó lành nó có thể để lại cái sẹo, mà cái sẹo thì nó sẽ gây chít hẹp cái cổ tử cung, làm khó có thai và cản trở quá trình sanh đẻ tự nhiên. Đấy, hoặc là nó sẽ gây ứ đọng máu kinh, làm cho mình đau bụng hoặc rong kinh. Để khắc phục những cái nhược điểm trên, hạn chế cái tình trạng viêm lộ tuyến cổ tử cung tái phát và giảm cái tỷ lệ phải diệt tuyến, thì song song với cái việc đặt thuốc và uống thuốc để diệt các cái nguyên nhân gây viêm nhiễm tại chỗ, thì chị em nên kết hợp sử dụng với cái viên có chứa Immun Gamma và các cái thảo dược như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh, vì nó sẽ cho những cái tác dụng tuyệt vời. Là thứ nhất là nó tăng cái khả năng chống viêm, làm lành các cái tổn thương sau do viêm lộ tuyến hoặc là sau diệt tuyến. Và nó giúp kiểm soát cái dịch tiết âm đạo, cho nên nó làm cho vùng kín khô thoáng hơn sau vài tuần sử dụng. Và nó tăng cường cái sức đề kháng của vùng kín và tăng cường cái sức khỏe cho chị em. Cho nên nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh, rồi giảm những cái nguy cơ mắc cái biến chứng của cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Và quan trọng nữa là gì? Nó giảm cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung. Và mình cũng lưu ý là để cho tăng hiệu quả điều trị và để giảm cái nguy cơ mà bị mắc bệnh lại, thì chúng ta nên sử dụng kèm theo trong thời gian điều trị và kể cả những ngày bình thường. Đấy, mình sử dụng cái dung dịch vệ sinh phụ nữ phù hợp, tức là có cái độ pH là bằng 4-6, nó phù hợp với lại cái độ pH của âm đạo để cân bằng cái hệ vi sinh sinh lý của âm đạo, làm giảm cái nguy cơ viêm nhiễm. Nó cũng chứa các cái thảo dược như là nano bạc, rồi tinh chất trà xanh, tinh dầu bạc hà. Mình dùng hoài, dùng suốt, tăng hiệu quả điều trị nhưng không gây dị ứng. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nữ Vương Niu, hiệu quả cho phụ nữ bị viêm lộ tuyến cổ tử cung kéo dài, mãn tính hoặc hay tái phát. Nhờ chứa Immun Gamma và các thảo dược, Nữ Vương Niu giúp ổn định, cân bằng pH âm đạo, tăng khả năng chống viêm và làm lành tổn thương, giảm các biến chứng của viêm phụ khoa. Nữ Vương Niu dùng tốt cho phụ nữ bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm âm đạo, đặc biệt hiệu quả khi bị dai dẳng, mãn tính hoặc hay tái phát. Hiệu quả đã được chứng minh. Để đạt hiệu quả tốt nhất nên uống Nữ Vương Niu kết hợp với vệ sinh bằng Nữ Vương Gel hàng ngày. Nữ Vương Niu tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng. Nhờ sự tư vấn của chuyên gia, song song với việc dùng một đơn thuốc tây của bác sĩ, mình dùng viên uống có thành phần Immun Gamma và các thảo dược giúp tăng sức đề kháng, kháng viêm, làm lành các tổn thương do viêm lộ tuyến cổ tử cung và do diệt tuyến gây lên. Hàng ngày thì mình vệ sinh vùng kín bằng gel vệ sinh có độ pH là 4-6. Chỉ sau 2 tuần sử dụng thì tình trạng khí hư ra nhiều và viêm ngứa đã giảm rõ rệt, nhưng mình vẫn kiên trì dùng đến hết liệu trình để đạt kết quả tốt nhất. Sau đó khi khám lại thì kết quả siêu âm cho thấy là cổ tử cung của mình đã hoàn toàn bình thường và bây giờ rất là nhẵn mịn. Bác sĩ cũng rất là bất ngờ vì kết quả điều trị quá là tốt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước 1800 55 88 89.
hoặc quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại đường dây 24/7, đó chính là 0896 509 509. Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ là songkhoeavong@bacsitivan.vn, truy cập vào website bacsitivan.vn. Lần nữa, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.